Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau một ngày cuối tuần có mưa diện rộng và kéo dài trong ngày tại khắp các tỉnh miền Bắc, thì sang đến đầu tuần mới mưa chỉ còn diễn ra rải rác với lượng không đáng kể và tập trung ở các tỉnh phía Nam Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Cùng với mưa giảm thì nền nhiệt trong ngày hôm nay tại Bắc Bộ sẽ có xu hướng tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Nhiệt độ cao nhất và trưa chiều nay sẽ phổ biến ở mức là 30 cho đến 32 độ, một số nơi có thể trên 33 độ. Thời tiết nhìn chung thì khá thuận lợi cho các hoạt động thường nhật trong ngày đầu tuần làm việc. Dải mây dông đang có xu hướng dịch chuyển dần về phía Nam, nên trong ngày hôm nay tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh thì sẽ có mưa rào và dông rải rác. Vì vậy, người dân cần cẩn thận trọng với dông sét, lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn dông. Và do có mưa nên nền nhiệt tại khu vực này không quá cao, chỉ phổ biến là 31 cho đến 33 độ. Còn đối với các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ thì do nằm xa hơn về phía Nam nên mưa sẽ xảy ra ít hơn. Chủ yếu mưa rào và dông chỉ xảy ra cục bộ ở một vài nơi vào thời điểm chiều tối. Ban ngày thì trời có nắng nhiều nhưng không quá gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là 31 cho đến 34 độ. Đối với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ thì do gió Tây Nam hoạt động với cường độ giảm dần cho nên mưa rào và dông lui dần về khoảng thời gian chiều tối và cường độ mưa thì cũng không còn lớn như những ngày vừa qua. Và trong cơn dông thì cần đề phòng khả năng xuất hiện sấm sét và gió giật mạnh rất nguy hiểm. Nền nhiệt tại các tỉnh thành phía Nam sẽ ít biến động, vùng cao nguyên trời mát mẻ trong buổi đêm và sáng sớm, nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều nay vẫn duy trì ở mức là 28 cho đến 31 độ. Trong khi đó thì hầu khắp các tỉnh thành Nam Bộ, thời tiết mát mẻ và đêm và sáng, trưa chiều thì có nắng gián đoạn và nhiệt độ cũng chỉ tăng lên từ 31 cho đến 33 độ. Riêng một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ như là Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh thì trời oi nóng vào một vài tiếng giữa trưa khi nhiệt độ có thể tăng lên là 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển do ảnh hưởng của dải áp thấp đang có trục ở khoảng 17 đến 21 độ vĩ Bắc nên khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục sẽ có mưa rào và dông mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông thì có mưa rào và dông rải rác. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông còn có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, biển hơi động. Như vậy là các tỉnh miền Bắc giảm mưa và có nắng trở lại, song thời tiết vẫn mát mẻ. Trung Bộ có mưa rào rải rác tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì trời nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông. Trong cơn dông thì cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Đến đây thì bản tin thời tiết sáng ngày 29 tháng 8 của chúng tôi xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc đầu tuần may mắn và hiệu quả. Thank you.